Dạ, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của Coffee Black. Hello. Hello, hello. Why my skin looks so skinny? Chung cái nhà kia phải hơi điên khùng nha mày. Just can anywhere else I'll be a 10. The door to my destiny. Master of the Shall I compare thee to a summer's day? Ui thắng mà bán hàng này đi được 20 vàng này. Sao xin sớm này, xin một lần nữa không? Khó cứ thắng được này. Thêm tí vàng này em ơi, lãi phết. Trận này mà thắng tiếp thì ngon nhỉ. Tiếp lên 30 vàng pha sau mấy vàng mà chắc cũng không thắng được anh em ơi. Chồng mấy bạn, mấy bạn còn lại trông điên khùng lắm, lại may thì thắng thôi, may thì thắng nhiều góc quá. Rat 2 à, Rat 2 đấm trước à. Không thắng được anh em ơi. Biết kết quả rồi mình viết một con video đi không? Bây giờ mình bán cả con video, cả con Amelie đi. Mẹ kia không may này chữ thua cả, mình giữ lại con floor nhé. Bán hai này đi lấy 40 vàng. Viết một con nào nhỉ? Viết góc bên... viết giữa đi. Hay diện giữa đi. Cầm mó ở giữa. The fragrance of romance is truly intoxicating. Đó, bốn thằng bắt. Ôi giời ơi. Sao? Vẫn lãi được một đống vàng em ơi. Hai con thú à. Hai thú mua sau được nhỉ? Xem còn gì không? Ngọc Đại Pháp Sư. I just can. Chuyện thua 2 đúng không? Chuyện này thua thêm No Man à? 2 Voi à? Butterfly à? suy nghĩ nào. Cho cháu Butter nhỉ. Butter cũng được thử lên. Butter tác dụng nhiều không nhé. Tuy sớm này. Nhảy này, một nhảy này. Hai nhảy này. Đầu game Butter cũng tím rồi nha. Ba nhảy, ui không kịp.
Thế là vẫn thua chăng? Ờ, con heo bắn đau. Nhiều con heo đi. Để cho phần lo. Bạn tơ cũng được nhưng mà ám rồi. Ám rồi anh em ơi. Voi 2 luôn sớm nhờ. Thích nhờ. Chrissy giữ lấy lại cũng được. Tím chưa. No man. Pho thằng đấy. Đấy bên này nè. Đúng bạn này. Mình vẫn bị xiếm phần tơ nhảy này. Nhảy một phát nữa này. Ui giời ơi, ui giời ơi bạn ơi. Đây bộ. Diu bên tố này. Ê, trận này tươi nha. Tươi như hoa tươi nha. Ê. Bốn cái bọc này. Phan rôn. À. Em kia lấy sau được nhá em. Ziu nghĩ không ulti được pha này đâu. Nhưng mà sẽ kích thêm sát thủ giống Butter với ổng Ziu thôi. Chém. Đánh bằng đam vật lý là chính. Này mất máu nhiều ấy. 7 máu. Norman hot pick nhờ. Pick nhờ. Chưa nó cót rồng giết này nhỉ. Này tươi ấy. Tươi. Khá nhiều bạn ảnh voi anh em ơi. Voi hot pick phết. Ziu cho bay xuống luôn ta. Thôi một con floor bay xuống, một con butter bay xuống nhiều quá này. Cần nhiều hơn nữa. Quá nốt, ok. Hay cho thêm người bay xuống nhỉ. Mấy ông bán thần đi cái gì nữa. Kích thêm hệ rồi. Rồi mà bỏ cái kia đi, không tăng heo không kích pháo thủ nữa nhỉ. Mình cho hai floor vào không? Đuổi thế. Hai floor nhé. Tố à. Hai floor hắc ám nguyên tố. Thế đồ này cho con khác nhỉ. Ai thằng cao ti luôn nhé. Cao ulti sớm một phát này. Lòi làm cảnh thôi vậy.
compare thee to a summer. Khá đẹp, tạm tạm khá đẹp. Không chả đẹp lắm, nhưng nó cũng chạm vào anh kia ra. Nhìn nam này. Xem sách thánh cũng được. Còn lấy thêm đồ này không cho con rồng nó thổi luôn không? Rồng mới nắc không được thổi luôn. Cái rồng gần nắc ulti luôn à. Thêm đồ này đi đã. Sách thánh. Sách thánh ok mà tí nữa lấy sau nhé. Zil chăng? Kỳ ta, xếp tướng hơi kỳ ta. Lên cao đi được phát nữa không? Không tin. Đi không đi phát nữa. Trời ơi, cho mình tướng đi. Mình nghĩ là một cái thương bắt đáy này, thương bắt đáy này. Thương bắt đáy này. Thương bắt đáy, để góc này xuống này đi. Azenka con này nó sẽ bị mất cái thương ở đây, xong rồi mất thương ở đây, xuống đây. Xong cả lũ này bên này nó sẽ đi bộ dần dần vào đây và con voi mình đi. Thử thấy phát nhé, xem sao nhé. Tại đa phần là thương mắt bên kia mà. Có lúc mình đang chơi có nắc chưa có rồng thì mình thử chơi cái này phát xem sao. Xem nó ra tác dụng gì không nhé. Chắc không có tác dụng đâu nhưng mà cứ chơi game thử nghiệm thôi. Thương mắt đáy này. Xong một cái này đi bộ ở đây này. Ui đi bộ linh kia à? Cái thương kia. Con Zil nó bay xuống nhỉ? Căn hơi lệch này. Không, nó ném nhiều đam chứ. 2000 đam ấy chứ. Nhiều đam đấy anh em ơi. Đam này. Mãi không có đồ đạn cho Crest à? Lò trong lọc nhỉ? Cho Crest đi. Đạn cho anh ta này. Nghĩ Azenka khi bay xuống đi. Quét đứng ở ngồi một chỗ mà nó nộ được. Chỗ này hơi lỏng. Không tin được nhiều lắm. Nhiều hơn. Qua đây luôn. Quét đi. Có. Chưa có rồng nhỉ. Cần con rồng cầm đồ Azenka bay đi. Không thì mình cho con Grab bay đi để cho Azenka đứng lại à. Mình cho voi thôi. Cho tặng một con Omen đi. Magic pervades everything. Life, such a precious hunger never ceases. Rồng muốn thổi được luôn đúng không? Rồng thổi luôn quan trọng hơn anh em ơi.
này à? Hai thương bắt bên này, ba thương, bốn thương. Dòng thuần lệch cót hết đam này, đủ đam giết người anh em ơi. Đủ pha đánh hơi lọc, các kia sẽ bay xuống trước mình. Tại sao lại bay xuống trước mình nhỉ? Cách thánh nhá, cho voi. Cái này thì chắc chắn con Nacop mình bay xuống nữa. Quan trọng. Chắc Nacop mình bay xuống. Thương ở mặt đáy bên kia. Nhiều Nacop lắm. Lên 9 đi. Kệ các bạn này hero đi. Lên 9 đi. Thôi đẹp này. Piu. Thiếu chi hồn. Đây nó ấy. Đến 9 thôi em ơi. Hết tướng là chơi rồi. Vọn hết rồi. Trận này mới phải mọi người đánh nguyên tố ám khá nhiều. Nguyên tố bán thần các thứ nữa. Thần thì bên xui mà có truy hồn mình cũng chơi đấy. Truy hồn cũng chơi bán thần được đó. Em có cái này. Cái dòng thời giữa nhỉ. Dòng thời giữa. Nacot vẫn chui đáy. Thương bắt con Zeal mình. Nó có ulti lâu hết. Thử nó có ulti chắc 15 năm đấy. Azenka ulti. Nó có ulti lần 2 này. Crack ulti, ulti trước nó. Crack, hút. Hút được nó. Có bên kia khỏe, nó có mình không? Chém nè. Đúng. Rồng ở góc không nhỉ? Thương bên này, thương bên kia. Thương bên này. Rồng thương sẽ bắt đáy bên này, với bắt bên này. Con Nacot mà nó chui sẽ chui bên này. Trông lỏng thế nhỉ? Không có thương rồi. Nacot này chui ghê thế. Rồng bên kia thổ cũng đẹp nhỉ? Kéo Feta trên cao tí. Đồ mình đẹp hơn bạn này thôi chứ bạn này tướng khỏe hơn mình. Đồ chỉ công ty được một lần. Đẹp lắm. Chi hồn cái gì. Isaac K2 có hơi sớm nhỉ. Mình không muốn Isaac K2 lắm nhưng mà cũng chả con gì mà chơi. Hơi tốn tiền. Cần thiết đấy. Lily nữa. Muốn hai máu và nó pha sau lên luôn đi. Nó có được thì chậm quá. Cho nó có này. Rồi anh tặng cho Zeal đi. Cho nó tàn cho ông Mê. Buồn đi. Vội. Con đi sớm sớm hơn chút.
thương bên này, thương giữa, thương giữa, hai thương. Keep him. Sống vội truy hồn nhé, cần một cái thế bây giờ bắt đầu thổi ấy nhỉ. Là con này là phụ nhá, kia là chính nhá, con này là phụ thành đây được rồi. Thổi bắt đầu thổi thương này bắt đáy à, trông đỏ lắm. Tích tiền đấy nhá. Cắn thế, con cáp cái này. Speak my true name. I dare. Bạn đi thôi. Úi xồi, cái gì này? Teo bắn thẳng à? Anika nó có chân chui được này. Rồng thổi góc này. Rồng này mình căn đấy rồi, không sao lắm. Rồng mình mà thổi góc chéo bên kia cũng đẹp này. Ê, bạn ấy không có góc hướng này, bạn ấy toàn đáp phần là đổi thổi giữa thôi anh em ơi. Chúng ta lại đổi góc để chúng ta thổi một vài con đi. Thêm một vài con nhé. Không tích tiền một chút. Này thổi đẹp nhé. Bế con rồng đấy. À không phải bế con rồng mà thổi con rồng ra góc khác. Con này công ty đẹp này. Cao công ty đẹp này. Con rồng này rất là mận. Chạy con này đi này. Này thua này. Bạn này thắng này. Hai bạn đi em ơi. Nên là đi rắc Lily không? Rồng nữa. Hai rồng à, hai rồng không nhỉ? Hai rồng. Được nhiều rồng. Có còn. Thương bên này anh em ơi. Chạy, trời ơi. Chạy hết anh em ơi. Chạy khá khá, con cát nhảy này. Mất truy hồn rồi, không có con gì. À, có rắc, rắc, rắc đánh thường rồi con... con cát, nhưng mà mình con cát thì con sạch thánh này. Còn thên nữa, nhảm khỏe lắm. Thên 2, con cát sạch thánh. Chuyển vào con cát sạch thánh nhỉ. Rồng không lên được đâu. Em lấy cái sách thánh cho con đánh bán thần không nhỉ? Thần. Cái bán thần hơi lỏ anh em ơi, bởi vì bán thần một không chưa bán thần. Đi rác này. Ra sau bán có tướng. Xem ca bay đi. Thêm sót tướng mình cho thêm một con form bắn thần gì. Thêm sót tướng thêm một con bắn thần. Illu hai đồ đánh thừa một phát. Rồng thổi luôn. Cũng được.
hai bán thần. Voi chắc khó lên 3 chứ cứ tải đằng sau hết xui. Một tên cho tướng rồi, nó có thêm đồ đẹp. Đang tìm một Liliana đây nhỉ. Các thằng góc thêm nhé. Phát nhảy thêm phát nữa, nhảy phát nữa đi. Nhá cốt luôn tí phát. Ui nhá cốt nhảy. Ok. Nên là ok đấy em ơi. Cắt mình thiếu đồ gì không ta? Đồ này cũng ok lắm nhưng cắt rồi. Con này ulti được, con rồng ulti được, nó có ulti được. Nó có cái rồng vẫn gánh thôi. Thêm con Lily, thêm con Lily ấy không? Chuyện Elo cũng... Để thêm sách thánh thì cho con Narcot ulti luôn hay thêm truy hồn nhỉ? Sách thánh cho Narcot ulti luôn nhé. Để cho con... Chân ca tạm đi. Đã thế. Cái tiền này. Được góc anh em ơi. Góc này góc kia. Ra cho dòng thổi giữa nhá. Góc này đi. Cát ở lại. Ơ con chết rồi, bế con cát mình đi. À không, không bế con cát đi. Máy thế. Nhảy thêm phát nữa. Ui vừa đủ anh em ơi. Sao ở đấy không bế con cát mình đi được nhỉ? Mình tưởng ở đấy mình bị bế con phát cát đi cơ. Sợ vãi. Con cát còn sống còn liềm các thứ cơ. Thoải mái. Đánh được. Ok. Sắt thép gì đây? Sắt thép cũng thắng à? Bây giờ mình sẽ gặp bạn sắt thép này. Thép à? Ở đấy con cát mình nhảy đẹp vãi. Rồng mình thổi vào góc đấy cũng ok cơ. Lily rồi. Sắt thép à? Thương mắt đáy bên kia. Von Cat bên này à? Narcot xuống góc bên kia, góc chéo à? Chéo đi. Von Cat xuống đáy không? Góc này đi. Xong rồi rồng cái ở trong góc bảo bị hờ. Ok. Có thể cho ném cho gai ai trong rồng cũng được nhé. Các con này nhiều thằng quá. Nhảy thêm phát nữa. Chết rồi, con cá hai kia sống dài thế. Bây giờ anh em ơi. Em mình nên thổi rồng giữa. Ai thổi lỗi rồi. Mày cũng phải sắp thép mới đau chứ. Còn này đã nên thổi rồng giữa xong rồi thương bên này không? Các mình sống được, các liềm, mệnh các thứ còn chết nhanh quá. Truy hồn. Ngồi thì chết nhanh. Dòng giữa thổi chéo, nó ngon rồi. Đấy tiếp. Sẽ ăn thử con cát này. Sẽ ăn thử con cát này. Săn quỷ, mà thực ra săn quỷ cũng... Ăn kèo mình. Lỗ một chút này em ơi. Thôi, mình đến đây kết thúc rồi. Em thích clip trên hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.